Thanh Tùng cứ gửi lời chào tới ngủ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Thưa khách mời trong chương trình, xin được giới thiệu bên tay trái của Thanh Tùng, bà chị xinh đẹp Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả quý khán giả của Net Việt TV. Bên tay phải của Thanh Tùng, con gái dễ thương Thanh Thảo. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Net Việt TV. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay theo yêu cầu của rất đông quý khán giả, đó là tuần trước tôi có nghe nói về cái vụ mà hỗ trợ mua nhà cho người mua nhà lần đầu tiên đó. Rồi mình được 20% tiền giá trị căn nhà. Nói nhanh quá, nghe không kịp là một. Nói nhanh quá, không hiểu là hai. Thành đã làm ơn nói chậm lại, rồi giải thích rõ ràng cho bà con tụi tôi nghe với. Nói nhanh quá, dạ hôm nay thì em xin lỗi. Hôm nay tụi em sẽ dành nguyên thời lượng chương trình để giải thích chi tiết, quyền lợi để bà con mình biết. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với vịt quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Vietnam Town trên đường Story Road San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần. 408-217-9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lẻ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh 1648 Tolly Road 408-270-1027, chi nhánh 1912 Avon Road 408-528-6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408-586-9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408-277-0922. Andy Garden, chuyên cung cấp sỉ và lẻ cho tất cả các loại cây nhiệt đới và citrus như cam, chanh, quýt, bưởi và tắc. Để cảm tạ quý khách đã và đang ủng hộ Andy Garden trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ giảm 10% cho quý vị mua trên 600 đồng hoặc tặng một cây có giá trị tương đương. Quý vị muốn tìm những cây độc, lạ, hiếm và khỏe mạnh, hãy đến với Andy Garden. Chúng tôi có ship xuyên bang và delivery khách hàng ở San Jose và các vùng lân cận. Chúng tôi còn có bán đất for farm, ready ground là loại đất hầu hết nhà vườn Mỹ sử dụng. Có chậu 15, 20, 25, 45, 50 gallon. Andy Garden, 3861 Sharkway, San Jose, điện thoại 408-387-2037. Rồi, trước khi mình nói về quyền lợi của quý vị, đó là quý vị đang được hỗ trợ 20% giá trị căn nhà để làm chủ căn nhà lần đầu tiên trong đời của mình. Chương trình này diễn ra như thế nào, cách thức ghi danh ra sao, điều kiện ra sao, thì ba chị em của tụi em sẽ kể cho quý vị nghe. Tuy nhiên, có thật mới giật được đạo, có muốn ăn phải lăn vào bếp. Đó, bây giờ chị Ngân Hà bắt đầu này, hôm nay có gì đặc biệt trong bếp không? À, ngày hôm nay thì Ngân Hà muốn giới thiệu với quý vị một cái món ăn rất là dân dã của người Huế. Đó là thịt ba rọi xào với mắm ruốc xả ớt. Thịt ba rọi xào mắm ruốc xả ớt. Món này em thấy người Nam cũng có mà. Người Nam có nhưng mà nó xuất phát từ là người Huế. Ờ. Cho nên nó rất là ngon. Mà ăn cái này á, trời ơi, em ơi, hao cơm dữ lắm. Trời ơi, lũng nồi cơm luôn á chứ. Đâu có, bởi vì chị mới nói với ông xã chị, mỗi lần mà chị làm đó là thay vì ăn chén thì chị sẽ ăn hai chén vậy đó. Trời ơi, em sợ lên đường quá. Không đó chứ, em có tiểu đường không? Nó không. Không có tiểu đường mà lúc nào không sợ lên đường á. Tào lao. À, ông hay nói chị, tào lao không à. Nó thì nó ngon thì mình cứ ăn hai chén đi có sao đâu mà chị vậy. Chưa, để chị kể, này hơi ngoài lề chút. Cách đây 4-5 năm chị mới đi bác sĩ mà gia đình thôi. Cái chị mới nói bác sĩ, chị nói là không biết là tôi có bị bệnh tim hay không. Mà tôi hay rất là hồi hộp, với lại tim đập mạnh. Cái ông nói anytime hay là sao chị? Cái nó không, những cái lúc mà đi thi. Cái ông nói tôi cũng bị. Không sao chị, ông nói thấy tào lao không? Ông nói tôi cũng bị thi mà thi cử ai chẳng rung. Em cứ tào lao mấy cái đó hoài.
thôi khó quá bỏ qua đi. Đó chị mới nói thôi chị là giờ hết không dám tà lao nữa, không có dám nói, mặc dù làm cái món này rất là ngon mà kệ nó, ăn hai chén không dám nói, ổng là lên đường nữa mà không ổng la nữa. Thì cái món này á quý vị biết không, làm rất là dễ luôn, nhanh gọn lẹ. Mình mua ba rọi về thì mình sắc sắc cỡ lóng ngón tay út thôi đó, mình cắt nhỏ nhỏ vậy thôi, rồi bắt đầu cái mình cho một chút xíu dầu ăn, rồi cái mình nếu mà quý vị nào mà sợ mỡ thì mình có thể làm thêm cái động tác này nữa là mình cho cái thịt ba rọi nó vô chảo, rồi mình làm cho nó cháy xém cái mặt á thì nó sẽ ra bớt mỡ, rồi mình đổ cái mỡ đó đi. Còn nếu mà mình không sợ thì mình cứ làm trực tiếp. Còn như Hà là tại vì sợ đó, đủ thứ sợ ra, Hà có cho vô trong cái chảo nóng như vậy á, rồi trong chút xíu nước nha, thì như vậy á thì cái mỡ trong cái thịt ba rọi nó sẽ giòn, nó không có bị giống như nó không có bị mà chai cứng á. Mình cho một chút xíu nước, giống như là mình hay phi mà gọi là gì đó, mỡ á, làm tốt mỡ đó, thì nó y chang như vậy á. Mình cho nó vừa cháy xém thôi, chứ đừng có làm nhiều quá thì cái thịt nạc á nó sẽ bị chai, nó không ngon. Thành ra mình làm nó vừa hơi cháy xém, mình bỏ bớt cái mỡ đi, mình đổ cái thịt ba rọi ra, rồi bắt đầu cho dầu ăn vô, rồi mình cho tỏi, xả với lại ớt băm. Đó, tỏi băm, xả băm với lại tỏi với ớt băm nữa mình cho vô. Mình xào, nhớ là phải xào cho cái xả đó nó thiệt là vàng. Tại khi nó vàng, nó giòn, nó không bị sạm. Còn nếu mình mới vừa tao qua tao lại mình bỏ vô, nó sẽ bị sạm. Mình ăn tự nhiên mình thấy nó cứ lợn cợn, nó rất là khó chịu. Thì khi mình tao nó vàng rồi á, mình cho cái thịt ba rọi đó vô. Rồi như Hà là hai bao thịt ba rọi thì Hà cho hai muỗng canh mắm ruốc, ba muỗng canh đường. Đó, mà một cái bí quyết mà là ba của chị là ba chồng của chị chỉ là làm như thế nào để nó có thể dung hòa, nghĩa là nó không có bị mặn của cái mắm ruốc mà nó ngon á, là dắt nửa trái chanh. Nhiều khi chị cũng nói đó, trời dắt chanh chi lỡ nó chua sao, ba chị nói nó không hề làm chua cái món đó mà nó sẽ làm giảm đi cái độ mặn của mắm ruốc á, nó rất là ngon. Chị dắt nửa trái chanh rồi mình xào cho thêm là cỡ nửa chén nước, mà nhớ là phải cho nước sôi, chứ khi mình đang xào vậy mình cho nước lạnh vô là cái mắm nó sẽ nó dậy cái mùi tanh lên yeah. Đó, thành ra mình phải cho nước sôi rồi mình xào, nghĩa là mình xào qua xào lại đến lúc mà mình thấy nước nó bắt đầu nó sắp lại rồi á, thì nếu mà mình muốn ăn mà nó hơi lỏng lỏng thì mình để cái nước sắp, còn nếu mình muốn ăn khô á thì mình cứ xào trên chảo vậy cho đến lúc mà cái món đó nó khô lại đi thì nó rất là ngon. Tùy theo cái khẩu vị của gia đình, nhưng mà Hà làm vậy đó là hai muỗng mắm ruốc là ba muỗng đường là ăn vừa ăn luôn, không cần phải nêm bột ngọt. Nghe hấp dẫn ha, nghe hấp dẫn. Nhưng có khác gì với lại cái kiểu mắm ruốc của người miền Nam mình không? Em nghĩ là người miền Nam cũng xào y như vậy, cũng là cái cách thức như vậy hết. Có thể là người Huế sẽ xài mắm ruốc Huế. Đúng rồi. Người Nam thì xài mắm ruốc mắm nếu mà mắm ruốc Huế với lại cái mắm ruốc của bên miền Nam xào lên nó khác làm sao, mùi vị khác sao? Em không rõ. Thực sự mà nói thì người Huế hay xài món mắm ruốc Huế của mình, bún bò Huế cũng xài mắm ruốc Huế. Chứ cá nhân Thanh Thảo thì khi Thảo nấu bún bò Huế, Thanh Thảo cũng xài mắm ruốc bình thường, thì Thanh Thảo nghĩ nó cũng không có gì khác. Nhưng mà chị thấy như nè, cái mắm ruốc mà của người Nam mình đó, nó có cái màu đỏ. Nó có cái màu đỏ đỏ đó, nó gì? À, mắm ruốc Huế nó màu tím tím. Đúng rồi, cái mắm ruốc Huế nó màu tím tím. Mà mắm ruốc của người Nam mình nó thường là mình cũng hay nêm ở trong đó rồi, nghĩa là nó có cái độ ngọt trong đó. Còn mắm ruốc Huế là hoàn toàn thuần nó y ra nó thuần là mắm không, nghĩa là bỏ vô là ăn chặn luôn. Cho nên mình phải nêm ở trong đó. Mà em biết sao, cái mắm ruốc mà chị nói với em là xào xả ớt vậy, nó ngon ở chỗ này là em có thể ăn với xôi, có thể ăn với cơm và ăn với bánh mì. Rất ngon. Ủa, bánh mì nữa hả? Trời ơi, bánh mì mà em nướng giòn lên cái em xẻ ra em bỏ mắm ruốc vô, trời ăn thì tao nói khỏi còn biết. Dưa leo mà miếng ngọt đó. Trời ơi, em biết không, ông xã chị sáng đi làm á, em ơi mắm ruốc đâu rồi, trong tủ lạnh lấy ra hầm rồi xong bỏ vô đó, đó là trước khi em đi làm đã ăn một ổ bánh mì mắm ruốc đi làm. Oh wow. Wow. Ngon lắm nha. Chị biết là mắm thịt ba rọi xong mắm ruốc ăn với cơm gạo trắng. Dù là cơm gạo mới nấu ra hay là cơm nguội, tất cả đều ngon như nhau. Ăn cơm nguội với lại thịt ba rọi xào mắm ruốc mà ở bên ngoài trời mưa nữa đó. Trời ơi, anh nói cầm trái dưa leo chấm đó, đó. Trời ơi, còn hấp dẫn cỡ nào nữa quý vị. Đặc biệt phải có dưa leo nha. Dạ. Ăn nó phải có dưa leo quý vị. Rồi quý vị thử nha, thử cuối tuần này
thịt ba rọi xào mắm ruốc với chị Ngân Hà. Rất là cảm ơn chị Ngân Hà. Và Thanh Thảo có món gì hôm nay không? Hôm nay thì Thanh Thảo muốn chia sẻ quý vị một cái món, đó là món đậu phộng rang ớt. Mà nó là một cái biến tấu của đậu phộng da cá mà hồi nhỏ Thảo hay ăn á. Chắc chắn rất là ngon thôi quý vị. Ừ, đậu phộng phải không? Dạ. Yeah. Bây giờ quý vị chuẩn bị chờ Thanh Thảo đi mua đậu phộng về, bắt đầu mình vô bếp nha quý vị. Cho tụi em xin ít phút quảng cáo, tụi em trở lại ngay cái vụ đậu phộng, quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Chương trình của chúng tôi vào ngày hôm nay mang đến quý vị là để giới thiệu đặc biệt chương trình hỗ trợ tiền mua nhà dành cho những người mua nhà lần đầu tiên tại tiểu bang Cali. Tuy nhiên, trước khi nói về cái vụ mua nhà thì là cái vụ phải lăn vào bếp trước. Nãy chị Ngân Hà đã có món là thịt ba rọi xào mắm ruốc theo kiểu Huế rất là hấp dẫn. Bây giờ tới nhỏ em gái Thanh Thảo đang nói về đậu phộng. Dạ đúng rồi. Đậu phộng chiên hả? Dạ. Cái món đậu phộng anh Thảo chia sẻ ngày hôm nay, quý vị có thể nhâm nhi với bia, quý vị cũng có thể thích thì mình ăn không nít cũng được, hoặc là quý vị cũng có thể ăn với cơm, rất là ngon. Nó là một biến tấu của cái món đậu phộng da cá. Anh Tùng nhớ hồi nhỏ mình đi học hay ăn cái món đậu phộng da cá, nó bọc ở ngoài miếng bột không? Dạ. Đó, mình rất thích ăn. Nó giòn giòn, nó mặn. Dạ, mặn, nó béo béo, nó ngậy ngậy. Dạ đúng rồi. Thì cái món này nó tương tự như vậy, lén, nhưng mà lén đem vô lớp ăn dụng nó quý vị. Hồi đó nhà Thảo gần cái lò đó, mà lúc đó nghèo chỉ mua được cái vỏ thôi. Ừ. Ở trong xưởng nó bán mấy vỏ bị rớt ra, mình mua nó ăn. Bây giờ thì Thanh Thảo có món này nó biến tấu quý vị, chắc chắn là ngon hơn, lạ hơn. Đó là Thanh Thảo dùng trứng để mà có thể áo qua cái lớp đậu phộng. Thì quý vị có thể dùng Thanh Thảo, đây là cái công thức mà Thanh Thảo đã ra, một cái công thức tròn trịa, quý vị nhớ dùm Thanh Thảo. Là một bao đậu phộng nha quý vị, là khoảng 435g. Thì quý vị, một bao đậu phộng quý vị đừng có rửa nước, tại khi quý vị rửa nước á, thì cái đậu phộng mình nó sẽ bị mềm, khi mình chiên nó xong mới được giòn. Thì sau khi mình muốn sạch thì dễ lắm, quý vị cần dùng bao, đeo bao tay bằng, mình cặp một cái miếng napkin á, mình vắt nước khô, mình bóp từ đậu phộng thì đậu phộng mình sẽ sạch. Sau đó quý vị dùng hai quả trứng gà, quý vị đập ra, quý vị bỏ trực tiếp vào đậu phộng và quý vị trộn làm sao cho đậu phộng của mình đều áo đi một cái lớp trứng hết. Sau đó kế tiếp quý vị sẽ cho dùm Thanh Thảo là một muỗng cà phê muối, và nếu quý vị thích ăn ớt thì quý vị cho vào một muỗng canh ớt bột Hàn Quốc. Còn mình, nếu mình không thích ăn cay thì mình có thể cho vào một miếng bột, mà một muỗng ớt bột mà paprika đó, nó không có cay. Sau đó rồi quý vị sẽ dùng một gói bột chiên giòn nhỏ nhỏ ở ngoài chợ bán đó, bột chiên tôm á, quý vị sẽ bỏ từng muỗng canh vào, mình trộn từ từ, đừng đổ vô hết thì nó sẽ bị ướt nha quý vị. Mình trộn từ từ từ, sau khi mình thấy nó ráo rồi á quý vị sẽ cho vào bột bắp, cũng khoảng mình cũng bỏ 1-2 muỗng canh vào, mình trộn làm sao mình cảm thấy nó tơi ra chứ đừng để cho nó dính cùng nha quý vị. Dễ lắm, khi mà mình bỏ từ từ vô nó sẽ tơi ra. Sau khi nó tơi rồi quý vị sẽ chiên. Quý vị dùng dầu thì quý vị ngập nha quý vị. Khi mà dầu sôi rồi á, cái mình cho toàn bộ cái đậu phộng vào chiên, thì mình chiên, quý vị an tâm, do nó có bột cho nên sẽ không có bị văng, bị nổ gì hết á. Thì cái quá trình mình chiên ở lần 1 á, là khoảng 10 tới 12 phút. Quý vị dùng đũa quấy đều để cho không có bị khét và dính. Thì sau khi 12 phút rồi, 10 tới 12 phút quý vị cảm thấy chín được khoảng 80% rồi đó. Quý vị vớt ra dùm Thanh Thảo, vớt để qua một bên. 5 phút sau cho nó nguội dần. Quý vị mới mở cái bếp dầu lên lại và quý vị chiên lần thứ hai. Ở lần thứ hai thì quý vị chiên dùm Thanh Thảo 30 giây thôi. Hơn 30 giây là khét, là bị chai không ngon nha quý vị. Sau đó thì quý vị mới vớt ra. Sau bây giờ vớt ra, bây giờ mình làm cái sốt nha quý vị nha. Cái sốt thì quý vị cho dùm Thanh Thảo 2 muỗng canh dầu ăn, 4 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê muối. Thì quý vị cho lên lửa để đường nó chảy ra. Khi mà quý vị thấy đường nó chuyển sang màu cánh gián nha quý vị, quý vị tắt lửa và quý vị cho toàn bộ cái phần đậu hồi nãy mình chiên tơi rồi đó, vào đó mình trộn nhanh tay. Mình trộn khi đều hết rồi mình đổ ra một cái mâm lớn rồi mình dàn nó ra. Đừng có để nó dính lại, nó sẽ dính nha, tại nó có đường. Khi mình dàn ra như vậy, mình để khoảng 10 phút sau thôi, đậu phộng nó sẽ nguội và nó tơi ra hết rồi. Giòn thật là giòn, lúc đó quý vị có thể thưởng thức. Quý vị có thể bỏ vào trong hũ mình để ra mình ăn
Rất là lâu không có bị hết giòn, mà bảo đảm với quý vị nó ngon hơn cái đậu phộng da cá mà ngày xưa mình ăn rất là nhiều. Ừ, thấy đậu phộng da cá có nhiều khi họ để lâu quá đó, cái nghe mùi dầu. Có mùi dầu, dạ. Còn này mình làm cái kiểu này là làm nghe từ nhà, dạ. Mình yên tâm về vệ sinh, mà nghe cái hấp dẫn ha. Dạ. Nghe này hấp dẫn ha. Cái này có đôi khi là ngồi xem thể thao, xem tivi, dạ. Xem bóng rổ, xem football, dạ. Con dĩa đậu phộng vậy đó. Với lại mấy chai bia hơi bị hao bia. Dạ đúng. Vậy là like dry cái này là hơi bị hao bia nha, dạ, quý vị. Dạ. Còn quý bà quý cô thì có thể là mang một cái hũ như vậy, bỏ trên xe, lái xe mà buồn ngủ á, dạ. Bốc lụm. Dạ, giả lái xe bốc lụm vậy đó. Ok, rồi cảm ơn Thanh Thảo, cảm ơn chị Ngân Hà. Hai cái món nghe rất là đặc biệt. Sẵn nhắc tới cái vụ lái xe, thì cho em thưa với quý vị, tháng 4 hàng năm là tháng nâng cao ý thức về vấn đề an toàn khi lái xe. Nâng cao ý thức an toàn là sao quý vị? Là nhắc nhở rất đông các tài xế tránh tình trạng mà đang lái xe và mình làm thêm một cái việc nào đó khác. Nó gây sao lãng cho việc lái xe của mình. Cho nên tháng 4 này là tháng nâng cao ý thức như vậy. Em mới thí dụ, tháng 4 nhắc nhở bà con, nhất là các cô nàng, các bà, các cô, các mợ, vừa lái xe vừa make up. Tại vì nhiều khi vội quá, có thể sáng dậy phải lo đồ ăn cho chồng cho con, rồi đưa mấy đứa nhỏ đi học, hễ mà dừng lại ở ngã tư là tranh thủ quẹt. Đúng không quý vị? Rất là thương, thương lắm, tại vì vất vả quá mà bận rộn, hễ dừng lại mà thậm chí chưa tới ngã tư, đang lái xe mà vẫn có thể nhìn lên kính, lo cái môi mascara hay là phấn. Những hành động đó, quý bà quý cô ơi, nó hết sức là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ gây sao lãng trong việc lái xe. Điều thứ nhì, vừa lái xe vừa uống cà phê, cúi xuống tìm cà phê. Những cái đó là mình làm rất là thường. Vừa lái xe vừa ra đài để nghe. Vừa lái xe vừa, cái này là nhiều nè. Vừa lái xe vừa nhắn tin, text message. Vừa lái xe vừa nhắn tin qua điện thoại. Dạ. Đó là những hình ảnh mà quý vị tưởng tượng. Quý vị như khi mà không để ý. Nhưng chỉ cần quý vị cúi xuống 3 giây thôi, không nhiều hơn đâu, là khi chuyện đáng tiếc có thể xảy ra rồi. Nghe điện thoại nè, text message, làm hay làm những việc gì khác trong lúc lái xe là điều hết sức là nguy hiểm. Tháng 4 là tháng nâng cao ý thức, làm ơn lái xe với sự cẩn thận nha bà con. Chị Ngân Hà có thường không? Không, chị lái xe là chị không dám làm gì, tại tay lái chị yếu lắm, ông xã chị không nói mà chị chỉ cần mà gọi là hớ hên mà không tập trung thôi là nó sẽ có chuyện tầm bậy cho xảy ra liền. Cho nên ông nói là ông yêu cầu chị là không nghe nhạc luôn mà. Chị nói nghe bằng lỗ tai, ông nói thôi em mà nghe lỗ tai cái miệng nhấp 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 chắc hồi nữa quẹo tùm lum hết trơn á. Làm ơn chỉ tập trung là lái xe thôi. Đó vậy đó hả? Không nghe nhạc luôn. Không. Chỉ có tập trung vào chiếc lái xe vậy thôi. Em mà thấy chị ngồi lái xe cái mặt chị căng thẳng. Ông thấy người ta đi thi người ta căng thẳng. Còn mình á làm biết lái xe mười mấy năm rồi mà leo lên xe cái mặt căng thẳng. Mà nhất là chở không kế bên nữa nha. Mỗi lần chị chở ông cái bên đó, họ đi xuống đi, đi xe khác thì ông cứ em xin chạy gì mà cán vô cái lề vậy, mà chị càng mà nói là chị càng run nữa. Mặt rất căng thẳng không biết sao. Ông nói chứ lái xe sao mặt quạo chứ, nó phải quạo nó căng. Nếu mà quý vị thấy chị Ngân Hà lái xe mà mặt căng là tại chị lo tập trung chú ý nha quý vị, chứ không phải có ý nghĩa gì khác. Nhưng nha Thanh Thảo, ông lái xe cũng giỏi lắm mà phải không? Dạ, nếu mà nói về tay lái lụa là Thanh Thảo coi như là đóng mọc xe hoài luôn. Có tới mức độ mà nói là ủa một chức lớn lắm hay sao mà cứ đóng mọc xe hoài vậy, là Thanh Thảo cứ hút người ta hoài. Nhưng mà sau này thì Thảo lại đỡ hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên lái xe mà lao xe vô xe người khác á hả? Để đóng mọc đó. Trời ơi nể em luôn á Thanh Thảo. Có nghĩa là em cứ ve là em đụng người này đụng người kia đó. Trước đây đó Thảo rất là dở. Còn bây giờ thì thật sự mà nói, nếu mà lái freeway á là Thanh Thảo chỉ đi đúng với con đường mà Thảo biết đi thôi. Còn nếu mà phải đổi này kia thì Thanh Thảo rất là sợ. Đó là Thanh Thảo như vậy. Nhưng mà khi Thảo lái xe thì đặc biệt Thanh Thảo không bao giờ nhắn tin á. Thanh Thảo chỉ có nghe phone. Nếu mà ai gọi đến Thanh Thảo sẽ nghe. À, thường thì Thanh Thảo sẽ nghe nhạc. Còn nhắn tin thì Thanh Thảo không có. Ok. Sẵn nhắc về vụ lái xe, thì đây em muốn khoe với quý vị, người đẹp này và người đẹp này đều là những người đang sở hữu xe điện Tesla. Và quý vị có để ý rằng là hiện nay đó, càng ngày người ta mua xe điện nhiều càng nhiều. Và đặc biệt là xe điện của Tesla. Quý vị tin không, cuối tuần mà quý vị đến San Jose có thể em chơi,
đi ra mấy cái khu thương xá của người Việt á. Ta nói quý vị có cảm giác như quý vị đi lạc vào cái dealer bán xe Tesla. Tesla đủ kiểu, đủ màu luôn, có sẵn cho quý vị đầy đủ trong đó luôn. Thế thì Thanh Tùng mới tìm hiểu là thế thì những ai là những người thường mua xe Tesla, đặc biệt mua xe điện, thì có thống kê rõ ràng nha quý vị. Họ làm cái thống kê, những người sau đây là những người có xu hướng mua xe điện nhiều. Thứ nhất, đó là người Mỹ trắng. Thứ nhì, đó là người Á Châu. Đây. Và thứ ba, đó là những người có thu nhập cao. Dĩ nhiên không thu nhập cao rồi giá đâu dám đụng tới Tesla đâu quý vị. Ví dụ như cỡ như em thu nhập không cao, em chạy Corolla không à? Sao không à? Tại vì chưa muốn đó mọi người ơi. Đó là ba điều kiện ha, là Mỹ trắng, Á Châu, thu nhập cao. Thứ tư là những người có trình độ giáo dục cao, là có bằng cấp. Và thứ năm quý vị ơi, nó lạ một điều thì bốn cái yếu tố vừa rồi là dễ hiểu. Yếu tố thứ năm nữa, đó là những người sống ở những vùng ven biển. Thí dụ San Diego, Los Angeles, San Francisco, những thành phố ven biển đó, thì những người như vậy đó họ lại có xu hướng mua xe điện nhiều hơn so với những người sống ở sâu trong đất liền, ở những tiểu bang sâu trong đất liền. Như vậy thì sau khi mà em trình bày xong, quý vị nhìn thấy không, hai người đẹp này là đủ điều kiện đúng không? Á Châu nè, Á Châu nè, đầu đen nè, rồi gì nữa, thu nhập cao nè, rồi gì nữa, trình độ giáo dục cao nè, rồi gì nữa, sống gần biển thiệt, San Jose với ra ngoài biển có 1 tiếng đồng hồ chưa nhiêu đó. Như vậy là Việt Nam của mình đại đa số Tesla là nằm trong số đó không? Chúc mừng quý vị, chúc mừng quý vị luôn. Rồi sau phút quảng cáo thì em sẽ trở lại, mời quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý vị đến phần 3 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Đề tài sẽ là lợi ích khi chạy xe điện nó giúp cái gì, và đặc biệt là sự hỗ trợ để quý vị mua xe điện ra sao. Sau đó là chương trình hỗ trợ để quý vị mua nhà lần đầu tiên tại tiểu bang Cali. Tuy nhiên trước hết, cho tụi em giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Center Pharmacy xin cảm ơn quý đồng hương đã tin tưởng chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Hiện chúng tôi có rất nhiều bộ COVID test để gửi đến quý đồng hương miễn phí. Chỉ cần gọi cho chúng tôi ở số 408-287-4899. Quý vị sẽ nhận được 4 hộp COVID test mỗi tháng nếu có các loại bảo hiểm Medicare, Medicare, Aetna, US Healthcare và cho người trên 65 tuổi. Center Pharmacy có dược sĩ tận tâm nhiều kinh nghiệm, chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm. Đặc biệt chúng tôi có chích ngừa các loại virus và cúm mà không cần hẹn trước. Center Pharmacy tại 2643 Center Road, Cali 95111, điện thoại 408-287-4899, 408-287-4899. Rồi, quý vị thấy càng ngày càng có nhiều người chọn để mua xe điện. Tại bây giờ hãng xe nào người ta cũng có xe điện trên. Đúng rồi. Thượng vàng hạ cám đều có xe điện. Thậm chí có những hãng mà xe điện có 26.000 chiếc à. Cũng có những chiếc xe điện hơn 100.000 chiếc. Tức là thượng vàng hạ cám đúng nghĩa luôn đó. Thì rõ ràng là tại sao người ta lại chuyển qua mua xe điện nhiều như vậy? Thanh Tùng chưa chạy xe điện, mà bây giờ chị ngân hàng cho Thanh Thảo chạy rồi, em muốn phỏng vấn là từ ngày mà chị mua xe điện á, chị thấy thích không? Lý do gì sao? Chị thấy thích nhất là cái xe điện á, nó vọt hơn, mà cái tiếng xe nó rất là êm, tại vì nó không có nghe rồi giống như là xe xăng, mà nó chạy mình đua xe cái nó chỉ có nó giống như cái tiếng dây kêu giống như máy bay. Thành ra chị rất là thích. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai á là khi mà chị chạy á,
giống như mình chạy ẩu mà mình chạy mà mình chỉ cần hơi mình lịch cái len một chút, nó chạy cán vô nó làm trắng á, nó tít 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 giống như nó báo cho mình để mình chạy, hoặc là mình chạy đằng trước xe mà người ta dừng lại rồi mà nhiều khi mình còn mơ thì nó cũng sẽ báo mình là đằng trước người ta dừng rồi, để ở đây là mình bắt đầu mình nhấp thắng đó. Thì chị thấy mấy cái đó nó làm cho mình có cái độ an toàn. Còn cái chuyện mà chặt xe điện á, thì nhà chị là điện 110, chị cũng nói với em vậy đó. Nhưng mà nếu mình có cái biến áp mà mình chuyển qua 220 thì chắc rất là nhanh. Nhanh là bao lâu? Nhanh cũng mấy tiếng. Khoảng bao lâu thì nó đầy cái điện cho chiếc xe? Chị nghĩ tài xe của chị là cỡ 2 tiếng mấy. 2 tiếng mấy thôi? 2 tiếng mấy thôi là tương đối đó chứ. Là 2 tiếng mấy thôi là đầy điện cho chiếc xe của chị. Mà mỗi lần đầy gì chị chạy được bao lâu? Xe của chị thì xe của chị thì chạy không có được nhiều, tại của chị là nó vừa điện mà nó vừa xăng nữa. Hybrid nhưng mà nó vẫn được sạc điện nha. Có những cái hybrid là nó chỉ là nó nói vậy thôi nhưng mà nó không có sạc điện. Nhưng mà cái này nó vẫn cho mình sạc điện với lại mà chạy xăng nữa. Cho nên chị cũng chạy mà chị đi làm như nó gần quá chị cũng biết. Từ nhà chua xe điện chị thấy chị tiết kiệm được tiền xăng nhiều không? Hình như chị mua là 2 năm mấy, hình như chị đổ xăng có 2 lần. Hả? Tại chị đi gần quá. Chị đi gần quá, nhà chị đến chỗ làm á, em biết có mấy phút rồi. Trời ơi, nhưng mà chị cũng dẫu cho nhà gần nhưng nếu không phải có xe điện á, mà chỉ là xăng không đó, làm sao có chuyện 2 năm đổ xe 2 lần. Chị đổ 2 lần rồi, tại vì lúc nào mà chị vừa cảm thấy mà hết điện, tại vì nó có báo là mình còn bao nhiêu phần trăm điện, là chị nói ông xã chị, anh ơi em hết điện, là tối hôm đó ông sát cho chị là ngày mai là chị đi làm. Cho nên với lại em biết không, chị cũng đi đâu chợ rất là gần, em biết nhà chị story mà chợ rồi đó, đi chợ có 3 phút rồi, chạy tới chạy lui vậy. Cho nên đó, chị mua xe là 2 năm mấy có 5.000 mà. Trời ơi, công nhận bà chị có em gì cũng mừng. Rồi còn Thanh Thảo, em mua xe điện em thấy em lợi được cái gì? Nếu mà nói lợi rõ ràng là mình không có tốn tiền đổ xăng. Cái tiền điện thì nó không bằng tiền xăng. Và nó tiện cái nữa là Thanh Thảo không có phải, thật sự Thảo rất là ngán đi đổ xăng. Mỗi lần mà tới đổ xăng một chỗ Costco đó, mà Thảo ngồi đứng cái line nó dài là Thảo ngán Thảo đi về. Thì cái lợi đầu tiên hết là không phải đi đổ xăng, tiết kiệm được tiền ha quý vị ha. Bên cạnh đó thì phải nói là cái xe điện Thanh Thảo thì Thanh Thảo sở hữu cái xe Tesla, cho nên cái công nghệ của nó làm cho Thanh Thảo rất là thích. Thanh Thảo là lái xe rất là dở thưa quý vị, nói ra có nhiều người ngạc nhiên là tại sao Thảo lái xe dở, thật sự rất là dở. Mỗi lần Thảo trên lên á, mà những đi ví dụ như đi những con đường mà expressway là coi như Thảo mỗi lần trên lên là Thảo nhấp tới phía sau họ bực luôn á. Nhưng mà khi mà Thảo đi xe Tesla, xe điện mà Thảo đang có đó, thì Thảo khi trên lên rất là thoải mái, mình vọt cái đó qua và nó rất là nó nhẹ, nó an toàn lắm. Và thế là nó có những cái công nghệ của nó có thể kìm hãm mình, những cái mình không phải chạy quá, hoặc là nó sẽ báo cho mình biết những cái không có may phía trước, chẳng hạn như cái người chạy trước mình họ giảm tốc độ thôi nhưng họ không cần ngừng, là đã báo mình là đằng trước mình giảm tốc độ để cho mình cũng tự biết rằng mình sẽ giảm tốc độ. Khi mà Thanh Thảo lái xe ở freeway cũng vậy nữa, thế là nó cũng mình có thể control cái mile mà mình đi, không mình set thì nó cũng có hạn, nó cũng sẽ cho mình như vậy. Và cái điều Thanh Thảo cũng nhắc lại nữa, cái điều mà Thảo thấy dễ chịu nhất là Thảo trên nên Thảo rất cảm thấy tự tin. An toàn. Ok. Chị đó, là xe chị là không phải Tesla, của chị là Toyota. Nhưng mà nó cũng nghĩa là nó cũng hiện đại vậy, cho nên chị cũng rất là thích. Nhưng mà hybrid. Thì như chị ngày vừa nói là hybrid, có cái loại hybrid mà không có phải chạc điện. Thì Thanh Tùng hồi xưa có xài xe đó khoảng nhập phải sau 5 năm là mình phải thay lại toàn bộ battery bên trong xe. Tốn kém lắm. Hybrid mà có gắn sạc điện thì nó sẽ tiết kiệm được xăng nhiều hơn. Và thưa quý vị, sở dĩ Thanh Tùng hỏi thăm để những quý vị nào mà chưa mua xe điện, quý vị nghe những người xài xe điện rồi đó kể cho mình nghe những tiến bộ của kỹ thuật hiện nay. Và thêm một yếu tố nữa cho Thanh Tùng nhắc lại gì quý vị, đó là những quý vị nào mà mua xe điện mà đời mới đó, mua xe điện mới, mua từ trong dealer ra, nếu quý vị là cư dân của Cali và nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị sẽ có thể được hỗ trợ cho chiếc xe điện mới của quý vị lên tới 27.000 Mỹ Kim. Nếu quý vị được đủ điều kiện, tối đa quý vị được hỗ trợ là 27.000 Mỹ Kim. Tụi em đã có trình bày đề tài này rồi trong tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng những lần trước. Quý vị tìm khó tìm lại, tìm lại giùm em. Còn bây giờ những quý vị là mua xe điện mà xe điện đó còn một đời chủ, thì nếu quý vị đủ điều kiện và quý vị là khách hàng của PG&E đó,
thì ai mua xe điện đời cũ, quý vị sẽ được PG&E hỗ trợ tối đa lên tới 4.000 đồng. Rồi, theo chuyên viên thuế vụ Hằng Lê đó, thì những ai mua xe điện cũ đã qua một đời chủ rồi đó, thì quý vị sẽ được khấu trừ thuế liên bang của IRS lên tới 4.000 Mỹ Kim nữa. Tất cả mọi người đều sẽ được khấu trừ thuế 4.000 Mỹ Kim nếu mua xe điện đã qua một đời chủ, không riêng gì Cali. Như vậy trong trường hợp này, những quý vị nào cư dân Cali, khách hàng của PG&E, quý vị đủ điều kiện, quý vị được 4.000 của PG&E, rồi quý vị đi khai thuế, quý vị cộng 4.000 của bên liên bang nữa, thì có thể có phải là quý vị được 8.000 đồng không? Đúng không? Nhưng nghe nói rằng là ở bên liên bang á, là bắt mình phải mua xe điện trong năm nay 2023 trở về sau. Ai lỡ mua trước 2023 thì sở thuế họ không có chịu bồi hoàn cái 4.000 đó cho mình. Thành ra nó còn cái rắc rối như vậy nữa. Thành ra quý vị ơi, em muốn thông báo rằng là ai mua xe điện trong thời điểm này thì người ta tranh thủ để làm chi? Để được khấu trừ thuế hoặc là để được rebate, được hoàn tiền lại. Những cái chương trình rebate như thế này đó, nó không kéo dài lâu đâu. Nó chỉ khuyến khích mình trong thời gian đầu mà thôi. Nha. Tụi em không có ăn cắt bạc nào quảng cáo cho mấy hãng xe điện trên. Nhưng mà lý do tụi em mang cái vụ này ra kể cho quý vị là bởi vì tụi em muốn những quý vị nào mua xe điện không có bị thiệt thòi về quyền lợi. Chúng ta đang được từ địa phương cho tới liên bang họ hỗ trợ, từ xe điện mới mua đời mới cho tới xe điện đã qua một đời chủ đều được quyền lợi là được rebate, được bồi hoàn tiền, được khấu trừ thuế hết trơn, chứ không có phân biệt nào hết. Quý vị cân nhắc về chuyện xe điện ha. Sau ít phút quảng cáo thì em trở lại và bây giờ nói tới chuyện mua nhà nha, quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến phần cuối của tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Và một lần nữa thì yêu cầu của đông đảo quý khán giả, quý vị nói rằng là tôi có nghe cái lần trước Hot Tips với Thanh Tùng nói về chuyện mà dân Cali đi mua nhà lần đầu tiên được tiểu bang hỗ trợ tối đa 20% giá trị của căn nhà. Xin làm ơn nói chậm lại, giải thích rõ ràng hơn. Vậy bây giờ theo yêu cầu quý vị, Thanh Tùng sẽ dành phần cuối chương trình này để giải thích một cách rõ ràng cho quý vị. Đầu tiên, nó thật là nhanh, gọn lẹ. Đây là chương trình của Cali hỗ trợ dành riêng cho những người mua nhà lần đầu tiên mà thôi. Và chương trình này sẽ được điều hành phân phối tiền cho quý vị thông qua một cơ quan có tên gọi là CAL, HFA. CAL là Cali, H là Housing, F là Finance, A là Agency, FHA có nghĩa là Housing Finance Agency, cơ quan hỗ trợ tài chính cho việc mua nhà. Thì quý vị nghe quen với cái chữ này, đó là nơi mà quý vị sẽ phải ghi danh để được hỗ trợ tiền 20% trên giá trị căn nhà quý vị mua. Thí dụ quý vị mua căn nhà 500 ngàn đi, thì quý vị được hỗ trợ tối đa 20% của 500 ngàn là 100 ngàn. Nếu quý vị mua căn nhà 1 triệu, quý vị sẽ được hỗ trợ tối đa 20% của 1 triệu, thì số tiền sẽ là 200 ngàn. Tức là tùy giá trị căn nhà quý vị mua mà quý vị sẽ được hưởng tối đa là bao nhiêu. Nhưng cho Thanh Tùng nhắc họ dùng chữ tối đa có nghĩa là quý vị có thể được vay tối đa lên tới 20% giá trị căn nhà. Nhưng quý vị cũng có thể chọn, tôi không muốn vay tới 20%, tôi chỉ muốn vay 10% hay 15% mà thôi, không thành vấn đề, quyền của quý vị. Quý vị muốn vay bao nhiêu miễn tối đa 20%. Nhưng cái quan trọng chỗ này nè, gọi là tiền cho vay. Nhưng khi mà quý vị nhận được cái, thí dụ thôi quý vị chọn 20% đi, quý vị chọn 20% để mua căn nhà, quý vị được cọc tiền đó để mua căn nhà, và quý vị có tin không, quý vị không bị tính tiền lời, quý vị không cần phải trả góp cho cái khoảng 20% mà Cali hỗ trợ quý vị, cho tới khi nào quý vị bán nhà, ở trong căn nhà quý vị bán, cho tới khi nào quý vị sang tên đổi chủ, hay cho tới khi nào quý vị chuyển hình thức căn nhà đang ở đó thành căn nhà mà quý vị cho thuê, tức là nhà đầu tư, thì mình mới trả lại. Đơn giản là như vậy. Vậy trả lại bằng cách nào? Trả lại là khi mà quý vị bán căn nhà. Quý vị bán căn nhà đó xong, ví dụ như lúc mà quý vị mua căn nhà là 1 triệu. Thấy không? Trong 1 triệu đó quý vị được hỗ trợ 200 ngàn, 20%. Thì quý vị chỉ cần đi kiếm cái khoản nợ 800 ngàn, bỏ vô nữa là quý vị sẽ mua được căn nhà 1 triệu. Đúng không? Bây giờ khi quý vị ở được vài năm, vì lý do đó quý vị muốn bán, hay là quý vị muốn sang tên đổi chủ gì đó, thì quý vị sẽ phải bán căn nhà đó, quý vị bán được 1 triệu 2. Đúng không? 1 triệu 2 thì có nghĩa quý vị lợi nhiêu? 200 ngàn. Dạ.
Trên nguyên tắc là quý vị phải trả lại. Trả lại 200 ngàn quý vị đã vay từ trước, cộng với 20% trên cái tiền lời mà quý vị bán căn nhà. Thì 20% của 200 ngàn là 40 ngàn, đúng không? Như vậy tổng cộng quý vị phải trả lại cho Cali 200 ngàn quý vị vay cộng với 40 ngàn tiền lời của căn nhà quý vị bán được, quý vị phải trả lại 240 ngàn. Quý vị bán căn nhà 1,2 triệu thì quý vị trả lại cho Cali 240 ngàn. Nhưng chỉ khi nào quý vị bán nhà thì thôi. Nhưng mà lỡ mình bán không có lời thì sao? Mình cũng phải trả 20% đó. Ok, sau khi ở một thời gian mà quý vị bán căn nhà vì lý do đâu quý vị bán bằng giá hoặc là quý vị bán lỗ, thì trong trường hợp đó quý vị chỉ cần trả cái tiền mà quý vị vay thôi. Cái tiền mà quý vị vay 20% đó thôi. Chứ quý vị không cần phải trả trường khoản tiền lời. Chỉ khi nào lời thì mới trả cho Cali cái tiền lời, còn không lời khỏi trả. Hay quá. Đó là một số các cái điểm chính của chương trình là như vậy đó quý vị. Nhưng mà chị nghe nói là 30 năm sau mình mới bắt đầu mình trả cái tiền mà mình mượn của chính phủ á. Đúng rồi. Nhưng mà chị có cái thắc mắc vậy nè. Nếu mà 30 năm sau thì bắt đầu là mình phải trả một lúc hết 200 mấy chục ngàn đó luôn, hay là mình lại phải bắt đầu mình trả từ từ thôi? Trời, câu hỏi rất là hay. Cho tới giờ này Thanh Tùng vẫn chưa biết là mình sẽ trả làm cách nào, nhưng không có ai bắt mình trả một lúc 20% đó đâu. Đó. Người ta sẽ sắp xếp để cho mình có cái phương cách để mình trả góp, payment, trả hàng tháng. Cái câu có chuyện hàng là dày nè quý vị. Nếu mà quý vị được hỗ trợ mua căn nhà, dù quý vị ở luôn trong căn nhà đó, không có bán, không có sang tên đổi chủ gì hết, không có chuyển nhượng gì hết trơn á, vẫn ở trong căn nhà đó, thì quý vị ở được trong bao lâu mình mới trả lại cái tiền mà mình vay? Thì quý vị được ở cho tới 30 năm. Không, quý vị sẽ ở cho tới 30 năm sau thì mình mới bắt đầu trả góp lại cái số tiền mà mình đã vay cho cái vụ kia. Thì trong cái 30 năm quý vị ở đó là quý vị không phải góp gì hết trơn, quý vị không bị tính tiền lời gì hết trơn. Và trong cái 30 năm đó quý vị chỉ góp là góp cho cái tiền mà quý vị vay còn lại để mua căn nhà thôi. Điều có nghĩa là sao? Là cái tiền trả tiền nhà hàng tháng của quý vị, cái mortgage của quý vị đó, nó sẽ thấp hơn so với những người không được cho hỗ trợ. Giờ Thanh Tùng nói 1 triệu, căn nhà 1 triệu mà quý vị đang có trong tay đó, quý vị đang có trong tay của mình để down căn nhà là 200 ngàn, rồi mình down 20% cộng với vay của Cali cho 20% nữa là 200 ngàn nữa, thì có phải rằng là 200 ngàn đó cộng với 200 ngàn mình đang có sẵn đó là 400 ngàn mình down payment cho căn nhà, thì mình chỉ cần đi kiếm cái nợ 600 ngàn còn lại thôi. Thì để góp cho 600 ngàn nó vẫn nhẹ hàng tháng hơn so với khi quý vị không có cái vay 200 ngàn kia. Nó hỗ trợ là như vậy. Mà bên cạnh đó cái 200 ngàn đó, khi quý vị làm loan nó tiền lời nó rất là nhiều. Cho nên cái số tiền mà mình ngắn hơn, ít hơn cái phần mình góp rất là nhiều. Mặc dù chỉ là 200 ngàn. Tại vì 200 ngàn đó nó còn phải tính trên cái tiền mortgage nữa. Đó cho nên là đây là cái lợi. Rồi, như vậy cho Thanh Tùng nhắc lại nè. Quý vị chỉ phải trả lại số tiền quý vị vay trong trường hợp sau đây. Thứ nhất là quý vị bán nhà. Thứ nhì là khi quý vị refinance mà dạng cash out. Thứ ba là quý vị refinance mà no cash out lần thứ nhì. Đây là chương trình sẽ cho phép mình được refinance một lần để giảm tiền lời mà thôi. Đó là thứ ba. Còn thứ tư, quý vị phải trả tiền thì phải trả lại tiền vay khi mà quý vị đổi tên chủ quyền nhà. Điều thứ năm là quý vị không ở trong căn nhà này nữa mà quý vị chuyển nó thành nhà đầu tư investment. Thứ sáu là khi mà cái tiền mà quý vị vay để mua căn nhà đó, quý vị trả off. Tức là ở làm sao không biết, có nhiều người họ trả rất là nhanh. Khi quý vị trả off cái tiền nợ để mua căn nhà thì quý vị phải có trách nhiệm, lúc đó quý vị phải trả lại cái tiền nợ cho Cali, dù quý vị chưa ở tới 30 năm. Giờ mình hiểu ra mà. Thêm một yêu cầu nữa, khi mà hết thời hạn 30 năm của khoản vay, đúng không? Hoặc là khi nhà của quý vị bị đưa vào danh sách default, tức là vì lý do đó quý vị không có góp nhà, góp tiền nhà đúng theo, thì lúc đó quý vị bị bắt phải trả lại tiền nợ của Cali. Đó là những điều kiện để khi quý vị phải trả lại tiền. Còn ngoài ra nếu không dính vào những điều đó, quý vị cứ ở cho tới 30 năm. Ok. Không, chị có cái ý kiến gì nữa nè. Nếu mà chị giống như chị mua nhà đó rồi, bây giờ hả, chị không có muốn là để 30 năm sau chị mới trả. Mà chị giờ chị đang có tiền, giờ chị muốn trả liền, thì có lấy tiền lời của chị hay không? Câu hỏi này hay quá. Thì mình trả trước. Được chứ. Mình trả trước căn nhà. Chị trong trường hợp mà chị trả trước mà chị đâu có bán nhà đâu. Chị đâu có bán nhà thì chị đâu có lợi. Mà không có lời mắc gì phải trả cái phần trăm trên tiền lời.
Đúng không? Nếu mà chị trả trước vậy thì bên Cali họ càng mừng, họ lấy lại cái tiền mà họ cho vay để làm chi, quý vị, để họ giúp cho những người mua nhà lần đầu khác. Giúp cho những người vậy. Thế bây giờ mình thế nào mình định nghĩa nè. Bây giờ mình định nghĩa thế nào là những người mua nhà lần đầu tiên? Định nghĩa là những người mà trong vòng 3 năm vừa qua, quý vị không có làm chủ nhà. Quý vị không đứng trên tên thay đổi bất kỳ căn nhà nào hết trong 3 năm qua. Đơn giản vậy thôi. Như vậy thì có nghĩa rằng là 4 năm trước quý vị có một căn nhà. Dạ. Quý vị bán rồi. Rồi sau đó 3 năm vừa rồi quý vị không có đứng tên nhà nào hết. Quý vị mướn không nhà. Có làm chủ nhà hết. Quý vị mướn nhà hay ở chung nhà với ai đó. Thì xem như là quý vị vẫn đủ điều kiện. Người ta chỉ tính có 3 năm thôi nha. Bây giờ trong trường hợp như ví dụ như em mượn được 200 ngàn. Rồi em mua được căn nhà đó và mỗi tháng là em sẽ payment cho cái tiền nợ mortgage. Nhưng mà em vẫn muốn trả luôn cái phần này tại vì 200 ngàn này đâu có lời đâu. Thì mình chia ra thành một tháng vài trăm thôi thì mình có cái chương trình đó hay không? Người ta không muốn nợ. Người ta muốn vừa trả bên đây vừa trả bên kia. Được chứ. Vẫn được. Hoàn toàn được, hoàn toàn được. Nhưng lý do là không có tính lời mà không có cần phải trả. Lý do tại sao em phải trả? Và mục đích của chương trình là cho em vay để em không cần phải trả góp. Thì mắc gì em phải trả, để cái tiền đó là chuyện khác. Hoặc là em đóng, em trả riêng cho cái nợ mortgage của em dồn nó vô để cho nó mau hết. Cho nó xong. Đúng vậy. Đúng để rồi. Cho vậy. Nó để nó không có tiền lời. Đúng vậy. Tại đúng sao đúng. Một bên có lời, rồi đúng bên đúng. Không có lời, đúng mà em phải trả chi cho hai bên. Mình dồn vô mình dồn mình trả kia nó nhanh hơn đi. Mà nó mau hết đi. Mình không có bị trả tiền lời cho bên kia. Đúng chính xác. Tại sao lại không? Rồi, vậy thì điều kiện của chị nghe ha. Điều kiện để quý vị có đủ cho chương trình là gì? Quý vị phải có income. Bởi vì nếu mà quý vị không có income thì làm sao quý vị đủ điều kiện để quý vị vay tiền mua nhà? Đúng không? Phải có income quý vị. Điều thứ nhất, điều thứ nhì, quý vị là những người trong vòng 3 năm vừa qua không có làm chủ căn nhà nào hết. Thậm chí quý vị đang là chủ của một mobile home. Quý vị vẫn đủ điều kiện như thường. Bởi mobile home như Thanh Tùng đã thưa, không có tính là chủ của cái bất động sản. Nó chỉ tính là tài sản cá nhân thôi. Thành ra đó là điều kiện thứ hai, không làm chủ nhà. Và điều kiện thứ ba đó là đáp ứng tất cả điều kiện về tín dụng. Quý vị phải có tín dụng tốt nè. Tín dụng tốt là nhiều quý vị. Họ bắt mình á, chương trình điểm tín dụng thấp nhất để được cho vay á. Dĩ nhiên, ta cho vay thì ta phải coi có tóc hay không, ta cho vay chứ. Thành ra trong trường hợp này tín dụng của quý vị phải là 660 điểm trở lên. Thấp nhất là 660 điểm cũng không đến nổi. Không đến nổi. 660 là, điểm hoặc là 680 điểm thì càng tốt. Và trên 700 điểm thì càng tốt hơn nữa. Đó. Rồi, quý vị phải có chỉ cho người ta là cái nhà nào quý vị muốn mua. Thì trong trường hợp này thì chủ yếu đó, họ ưu tiên cho những quý vị đang mua nhà house. Còn nếu quý vị mua condo hay là quý vị mua townhouse thì có thể cho vay được nhưng điều kiện nó sẽ gắt gao hơn. Và quý vị phải có quốc tịch hoặc là thẻ xanh thì mới có thể tham dự vào chương trình này. Kèm theo, khi quý vị tham dự chương trình, quý vị phải tham dự một khóa học khoảng 9 tiếng đồng hồ online hoặc ngay tại lớp. Học cái gì? Học là để biết mình là người đầu tiên mua nhà thì những quá trình nó như thế nào diễn ra. Học xong, có cái giấy chứng chỉ. Cầm giấy chứng chỉ đó, quý vị mới bắt đầu ghi danh cho chương trình. Chỉ cần vậy thôi. Và nếu như quý vị muốn biết thêm chi tiết thì lần này thì Thanh Tùng sẽ có để cái trang web, cái đường link. Quý vị lấy cái đường link đó vào xem chi tiết, làm theo hướng dẫn. Quý vị sẽ hy vọng ghi danh đúng. Hoặc là quý vị thấy nhức đầu quá, nếu nhức đầu quá, quý vị chỉ cần liên lạc cho một loan officer người Việt Nam của mình á, sẽ được giải thích, thậm chí giúp cho quý vị hết mình luôn. Thì Thanh Tùng đề nghị quý vị gọi cho Nhân Cao là loan officer và cũng là realtor, có thể giúp cho quý vị. Nhân Cao ở First Stop Mortgage. Và số điện thoại của Nhân Cao là 408-900-6789. Chúc quý vị may mắn. Rồi, bây giờ hết giờ rồi, ba chị em, tụi em sẽ phải chia tay với quý vị ở đây, chị Ngân Hà. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thanh Thảo xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Rồi, ba chị em, cô tụi em chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Mà lần này thêm câu nữa nè, Easter tới rồi cuối tuần này. Rồi, chúc cho quý vị Easter vui vẻ.